Gỗ Thành Quyên xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thì trong một video tiếp theo, Thành Quyên chúng tôi xin gửi tới quý vị một bộ sập thờ tứ linh chân 24 hoàn chỉnh, bao gồm một bàn to và một bàn cơm. Thì kích thước bộ sập thờ tứ linh này có chiều dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17, chân đục chân nghê chân 24, và kích thước của chiếc bàn cơm là dài 1m27, rộng 61 và cao 47, cũng là hàng tứ linh. Thì tôi xin đi vào đường nét chi tiết. Ở đây thì chiếc dạ tiền của chiếc tứ linh này là dày 6 phân. Mọi người có thể nhìn thấy được đấy, hàng chúng tôi là hàng trần trọi, không dập nứt, không dính dao. Ở đây thì là chân, đây là chân vuông 24, chân trần tít luôn, rất chi là đẹp. Trên là rồng cho mặt nguyệt, khung tranh ở đây khung tranh 4 phân, gắn mặt phân dưới, cực kỳ là dày dặn. Đây chúng tôi đang để mộc, chưa đánh dây giáp, chưa quẩn, hàng mới được xong để mộc. Đó, mặt khác nhau. Đây là hàng gỗ vụ Lào, hàng chất sáng. Dạ tiền đấy, cực kỳ là đẹp cho mọi người. Lòng lì của vợ cũng hết trên chiếc loại tiền. Mọi thông tin chi tiết quý hàng có thể liên hệ trực tiếp qua cơ sở của Gỗ Thành Quyên qua số điện thoại 0398 499 854, hoặc có thể đến trực tiếp làng nghề mộc khu công nghiệp La Xuyên Vàng, Đáy Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định, có thể ký nhận hoặc có thể đặt bàn tại cơ sở đồng hồ tiền cơ chúng tôi. Cảm ơn cả quý khách hàng đã xem video clip.